Chương trình này được bảo trợ bởi Alex Lifetime Furniture 714-636-3010. Julie xin được trở lại với chương trình Kinh tế kỹ khoa gia đình và xã hội qua phần trình bày của Phó Cảnh sát trưởng của Ti Cảnh sát Westminster. We cover very much of legal and illegal fireworks that and the safety. Now, as far as a lot of people have pets, I know during the fireworks, cat, dogs, they go kaboom, and you know, and what would you suggest on that? Gosh, you know, I have pets too, and they go crazy. Crazy. And I feel so bad for them. You know, their little hearts go. And if they're older, I mean, they could, you know, cause so much distress. They could die. You know. Oh, seriously. Yeah. So, you know, there are some people that will go to their vet, their veterinarian, and ask to either babysit them or to actually give them a tranquilizer to mellow them out during the. I've heard of it, you know, whatever it takes, because it gets so excited. But I'm not a veterinarian, but if most people have veterinarians, I go to the vet and talk to them about that. But when your pet's at home, don't leave them outside. If you could, try to put them in a bedroom just for the night. Maybe turn on the TV, maybe some music that they may be used to listening to, so it will help lessen the stress of hearing the fireworks. Và chúng ta cũng an toàn cho chính cá nhân mình, cho con em mình, cho những người thân của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên bỏ qua những thú gia cầm. Thí dụ như là chó hoặc mèo, vì trong thời gian mà chúng ta đốt pháo như vậy thì những thú gia cầm này sẽ rất là sợ hãi và nó có thể nó làm những cái chuyện là bất bình thường. Và ông cũng riêng cá nhân ông cũng có thú gia cầm ở nhà, và cá nhân Julie cũng có chó, cho nên mình cũng biết rằng thì là khi mà đốt pháo như vậy thì những con thú vật này sẽ rất là sợ hãi. Và vì thế cho nên ông cũng có nói là cũng có nhiều người đã đem đến bác sĩ thú y để mà có thể chích cho nó một mũi thuốc an thần để nó có thể ngủ trong thời gian đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cho những con thú này vào một cái phòng và bật tivi hoặc bật nhạc lớn lên để cho nó không có bị sợ hãi, thì đó là một cái điều mà chúng ta có thể giúp cho thú gia cầm của chúng ta. Và ngoài ra nếu mà chúng ta có đi đâu thì cũng đem theo, chứ đừng có để nó ở nhà một mình để nó lo sợ. I know there's a lot of places that a lot of family that they would take the family to theme park or Disneyland or somewhere in the city, like City of Westminster. I don't know, you guys still have that? We do not anymore. To watch a fireworks. And I mean, these are the time for thief can, you know, sneak in and try to break in your house by driving by and see your lights are off or nobody playing fireworks in front of the house. Good works for that, or it should not be something that we're not concerned about? Well, you should always be concerned about your home, whether it's on the 4th of July or any other day. Any holidays. Right. So I think during the summer months, as we're in now, it's very easy to want to leave your windows open, your doors unlocked. Maybe you have teenagers that just come and go and they don't lock the door. I know mine don't, you know, and you know, that's the hard part, is you got to make sure your house is locked, because criminals look for opportunities. Yes. And if you provide them the opportunity, they're going to take that opportunity to either steal some of your belongings or break into your house. 4th of July, though, I'll be honest with you, is most people are out in front of their houses. Mm-hmm. There's usually someone out there. It's not a very big break into your house day for criminals, because there's so many people out and about. Yeah, they dare not to. Yeah, so. Anyway. Vâng, và cũng ông cũng nhắc nhở với chúng ta là trong thời gian là mùa hè thì đôi khi chúng ta mở cửa sổ ra để cho thoáng gió, hoặc là các con của chúng ta ở nhà nghỉ học ở nhà, đi ra đi vô mà quên đóng cửa, thì đây là những cái thời điểm mà ông nhắc nhở là không riêng gì trong ngày lễ July 4, và bất cứ ngày nào trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, chúng ta cũng nên cẩn thận là khóa cửa cẩn thận, và dặn dò các con, các cháu của mình khi đi ra ngoài thì phải khóa cửa lại. Tuy nhiên
cái ngày lễ July 4 thì thường thường là tất cả mọi người họp nhau tại trước cửa nhà mình để mà đốt pháo, cho nên đây là không có, là đây là không có cái cơ hội để mà cho những kẻ gian có thể vào phá vào nhà chúng ta để ăn trộm. Bill, I you know, for the past years, many years ago, that I know Westminster held the fireworks. What's it called? The fireworks demonstrations, show? Fireworks like show. At Westminster High School. Yeah. We used to do it at Westminster High School years ago. How long ago that it has? It stopped quite a while ago. Because I remember I used to take my kids to watch the fireworks shows. Right. And I don't know. Is anyway we gonna have that back? Hey, we would love to have it back, but like everything else, it's very expensive to do. And it costs the city a lot of money. Mm. I'm sure it'd be something we'd love to do if we had the money. I'd speak on behalf of the city easily. I mean, we love to do things like that for the community, to gather together in one place and enjoy something like a fireworks show. But unfortunately, it's a lot of money too. Maybe someday. Someday. Yeah. Someday that will happen if we have like someone who sponsor it. There you go. How cool would that be? Yeah. How cool would that be, right? Yeah. Và Julie cũng nhắc là ngày xưa ở thành phố Westminster, mỗi năm vào dịp July 4 thì thành phố Westminster có tổ chức những cái buổi mà đốt pháo rất là đẹp cho tất cả dân của thành phố Westminster đến coi. Tuy nhiên, vì quá đắt đỏ cho nên đã từ lâu thành phố Westminster đã không còn tổ chức những cái buổi buổi tối để mà đốt pháo như thế này nữa. Tuy nhiên, họ cũng rất là mong một ngày nào đó cũng sẽ được làm lại để mà cho người dân thuộc thành phố Westminster có thể đến xem và thưởng thức những cái loại pháo bông mà không cần phải tốn tiền đi mua. Very quickly for fireworks safety before we go to the other topics. Sure. Any suggestions, any things that I have missed asking you that you can think of to remind our audience, not only in Westminster but everywhere. No, United States. Because our shows are like nationwide. Are so, they? You on nationwide, Bill. Really? You are on nationwide. Hey. So now I feel really important. Very important. I mean, you know, and I love to have your officer to come to our show. Oh, we love doing share, it. To share what are the suggestions with everything that could help our residents, our audience, our community, a healthy, safe environment. Yes. So my advice would be mostly to parents. Mm. You know what your kids are doing. Talk to your kids about topics like this, about what they can and can't do. Mm-hmm. Know where they're at. Know the friends that they're hanging out with. And educate them as much as you can about the dangers of using illegal fireworks, because unfortunately, as we know, it's going to happen. Right? Like you said earlier. To be honest with you. We know what's going to happen. To be honest with you, my son. You do it. My son did that too. Right. Do you know, no matter, I mean, peer pressure. Sure. Peer pressure. It's real. And he know it's wrong, mm-hmm. but it's just the peer pressure, and thank God that nothing that happened. Mm-hmm. But then, you know, I guess every family gone through that. No matter. Anyone who has kids knows that. You do the best you can, right? As and a then parent. You send them off, right? Yes. And then you just hope that they listen to you, and they don't get themselves in a position where they get hurt. You know, as a parent, I only wish that they listen to me 50% of what I say. I know. 50% is pretty high. Yeah. Well, your kids are good. My kids are good. You did a good job. Thank you. Và ông và rất là nhanh, ông cũng nhắc nhở với phụ huynh, nhắc phụ huynh là cần phải biết. Con em mình ở đâu làm gì và nói chuyện với con em mình, giải thích với con em mình, nhất là biết về những người bạn mà con em mình đi chơi chung, và đồng thời cũng lúc nào cũng nhắc nhở con em mình là tránh, không có nên chơi những loại pháo, đốt những loại pháo mà bất hợp pháp, vì làm như thế chẳng những đem sự bất an đến cho các em, không có sự an toàn đến cho các em và cả những người chung quanh, và còn bị phạt rất là nặng. Và vì thế trước khi qua một cái đề tài khác, ông cũng nhắc nhở riêng đến phụ huynh là phải biết con em mình ở đâu, làm gì, với ai, và
nhất là luôn luôn nhắc nhở và nhắc nhở con em mình nhiều lần là không được đốt pháo bất hợp pháp. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ Luzon TV. Nhất là quý vị đừng có đổi đài khi quảng cáo, tại vì nếu quý vị không xem quảng cáo thì quý vị sẽ không biết được là những cơ sở thương mại này có những cái gì đặc biệt, món hàng nào đặc biệt để gửi đến cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.